Đây là sách của bé Minh Tâm, 29 trang tất cả đó. Lần trước thì bé đặt mình bà của bé có đặt cho mình cho bé một quyển 20 trang, lần này đặt tiếp một quyển 29 trang khá là dày. Với quyển sách hai trên 20 trang như thế này thì mình sẽ làm theo dạng như thế này nhá. Không không đóng khoen nữa, tại vì khoen có khoen to ấy, nhưng mà đóng lên thì nhìn nó không được đẹp như thế này, nên mình sẽ đóng cố định thành quyển như thế này nhá. Đấy, sách 29 trang, 30 trang luôn, gần 30 trang luôn, rất là dễ thương. Đây, mình sẽ mở nội dung cho các bạn xem nhé. Đây là bìa, zoom gần cho các bạn xem. Cúc to luôn. Đây là chữ, các chi tiết mình may. Đây phần bìa thì mình sẽ dùng keo dán hết nhá. Đây, đây là đường may, zoom vào cho các bạn nhìn rõ. Đây là đường may bên mình nhá, không lộ keo dán luôn và rất là chắc, các bạn có thể dùng tay đẩy ra thì rất là khó nhá. Là yên tâm về việc là các bạn sợ con chơi bị dễ làm rách nhá. Đấy, đây là nội dung bên trong này. Đây là xem đồng hồ nhá, xoay xoay được kim này. Đây là cắm hoa. Đây, mèo bắt chuột. Đây là ép hình nhá. Tàu hỏa. Con vật này đều sỏ ngón được nhá. Mình sẽ đây. Bên trong có bông. Mình khâu tay hết nhá. Đây, mình cho các bạn nhìn thấy mình khâu tay. Cái này phải khâu tay vì bên trong mình có để bông ở bên trong. Ở đây thì các bạn có thể ghi số điện thoại của các bạn ấy để cho con tập nhớ số của mình, trong trường hợp khẩn cấp thì có thể gọi điện về cho mình nhá. Ngoài ra không chỉ cái số này có thể bóc dán ra được này, các bạn thì bóc dán và cho bé tập mà học đếm số từ 1 đến từ 0 đến 9 nhá. Từ 1 từ 0 đến 10 luôn. Cái này ghép được mà. Đó. Đây, đếm số luôn. Mình sẽ xếp theo cái thứ tự mà các con có thể học được. Ví dụ thần phần số thì mình sẽ xếp thành một khu vực như thế này, những trang sát nhau như thế này. Đây là máy tính cho con tập tính các số cộng trừ thôi, cái này chỉ đơn giản là cộng trừ thôi. Tiếp theo là chơi tích tắc tô này, chơi xếp thành các hàng có ba con cùng nhau này. Ở đây là con thỏ. Đây, các chi tiết bị nhỏ như thế này thì mình cũng may và mình cũng làm hai lớp như thế này nhá. Củ cà rốt cũng vậy, cũng hai lớp luôn. Đây là trang đánh răng này, ép con vật này, như mèo ăn cá chẳng hạn này, cá mập ở dưới nước này, con thỏ thì ăn củ cà rốt. Đây, bánh hamburger. Ok. Xinh đúng không? Tiếp. À.
Đây là trang cô bé quàng khăn đỏ. Câu chuyện về cô bé quàng khăn đỏ. Có 6 nhân vật này. Làm bằng que gỗ hai lớp. Tại chắc chắn. Rất chắc. Đây là bà ngoại. Gà để trứng này. Bên trong có thể lấy ra được một con gà con. Ghép hình. Ghép các bộ phận của chim cánh cụt. Ở đây thì có thể cái cúc nhá. Heo, lợn đất, tiết tiền ở đây, tiết kiệm tiền này. Cây xuân hạ thu đông, đây là lá mùa hè này, cũng được làm hai lớp luôn nhá. Hai lớp, dùng này, hơi mờ. Lá cũng hai lớp luôn. Hoa này cũng vậy, tương tự. Bông tuyết, hoa tuyết mình cắt tay hết nhá. Đây ice cream, kem 1, 2, 3, 4, 5. Cái này có thể cho con nhận biết màu sắc này. Đây trồng củ cải cà chua nhỏ cũng hai lớp luôn. Bộ cà rốt giỏ đựng này, bên trong cối con ong. Miền thay tóc ấy, thay mắt cho. Đó. 29 trang cả bìa nhá. Rất chắc chắn. Các bạn nhìn này. Không bị lộ luôn. Đường may chọn xem bất kỳ trang nào luôn. Đây hai lớp. À, cái này bẩn thì các bạn có thể dùng bàn chải răng cũ để giặt nhá. Đang có khuyến mãi 10% cho tất cả các hàng đặt sách ấy. Từ giờ đến hôm 11 là hết rồi. Nên là bạn nào đặt sách thì nhanh tay nhá, inbox cho mình nhá.